Rồi, ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video clip tiếp theo của mình. Thì ngày hôm nay bên Tấn Tuân Casino sẽ mang đến cho anh em những anh em nào mà đang cần tìm hiểu về đồ hỗ trợ anh em đánh sóc đĩa, thì hôm nay bên Tấn Tuân Casino sẽ giới thiệu cho anh em đến một cái dòng sản phẩm bát tàng hình cho anh em. Đây, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em đến một số dòng có trong cái sản phẩm bát tàng hình này. Thì bát tàng hình không tang thì nó sẽ có rất là nhiều dòng cho anh em, như là về bát tự động này, đó anh em này, bát nhựa tự động này, hay là như khiển màu, khiển đen trắng, hay còn rất là nhiều loại khác. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em đến 3 loại và mình đang để đây để cho anh em thấy rõ hơn về cái sản phẩm này anh em nhé. Thì trước hết ấy, thì mình sẽ giới thiệu cho anh em xem về cái dòng sản phẩm là bát tự động này, bát nhựa hoa một lớp tự động này. Anh em là hoàn toàn yên tâm về cái bộ sản phẩm bát tàng hình này cho anh em. Mình sẽ soi đèn cho anh em xem này. Đó, em thấy không? Cực kỳ ok cho anh em luôn. Hoàn toàn là không tăng tích gì. Đây, mình sẽ thử luôn cả nam châm cho anh em xem nhé. Đó, nam châm sẽ không hít này. Đây, anh em thấy không ạ? Nam châm sẽ không hít. Thì cái bộ sản phẩm này nó sẽ bao gồm cho anh em là một bộ bát đây, một bộ dây sạc, đế sạc đi kèm cho anh em, và một chiếc màn soi. Đây, một chiếc màn soi cho anh em đây nhé. Thì sau đây ấy, mình sẽ test cho anh em xem về cái chất lượng, cái độ sắc nét của cái sản phẩm này nó như thế nào, để cho anh em cảm thấy là ok hơn khi sử dụng. Thì anh em nào ấy mà muốn mua cái sản phẩm này ấy, thì hãy liên hệ số điện thoại hotline trên màn hình cho mình nhé, và kết bạn Zalo, nhắn tin qua cho mình sẽ tư vấn cụ thể hơn cho anh em. Đây, mình sẽ test luôn cho anh em xem này. Bộ sản phẩm này cực kỳ hiệu quả cho anh em luôn. Đây, mình sẽ test cho anh em xem luôn về cái chất lượng của sản phẩm này như nào nhé. Đó, anh em thấy không ạ? Bốn trắng này, cực kỳ rõ nét cho anh em luôn. Đó, anh em thấy không? Khi anh em khi mà lắc cái xong ấy, thì anh em chỉ cần hạ đĩa xuống là nó máy nó bắt về cho anh em rồi nhé. Nên anh em hoàn toàn yên tâm này. Đó, sấp đôi này, cực kỳ rõ nét, sắc nét cho anh em luôn, không lấy tiêu một tí nào. Đây, đó, em xem thấy không ạ? Kỳ ok cho anh em này, còn trắng luôn này, cực kỳ sắc nét, rõ nét cho anh em luôn. Đây, đó, anh em thấy không? Cực kỳ sắc nét, rõ nét, bố trắng. Thì cái sản phẩm này ấy, thì nó có một cái nhược điểm là nó khi nó là bát tự động cho nên là nó không có dừng lại được. Đó anh em, tức là khi anh em sử dụng này, thì là khi anh em úp bát xuống là lúc nào cũng sử dụng rồi, cho nên là thời lượng pin của nó thì cũng không được dài. Nhưng mà khi anh em đánh một cái trận đánh thì anh em đánh nhanh thắng nhanh cũng được. Đó thì ok cho anh em. Còn những anh em nào ấy mà muốn cuộc chiến dài hơi ấy, thì mình sẽ giới thiệu cho anh em đến một cái sản phẩm cũng bát tàng hình này, nhưng mà mình sẽ giới thiệu cho anh em đến một cái sản phẩm đó là khiển, một cái bát khiển cho anh em nhé. Đó, nhờ cái bát khiển này nó khác cái bát tự động ở cái như thế nào. Thì đây, khi anh em sử dụng cái bát khiển này thì ngoài cái màn hình soi ra thì anh em sẽ phải đi kèm theo một chiếc khiển đây. Đó anh em thấy không? Một chiếc khiển này. Thì anh em khi mà anh em muốn soi, muốn bát hoạt động thì anh em phải bấm khiển này. Thì sau đó bấm vào màn thì nó mới hiện cho anh em nhé. Đây, ví dụ như mình bấm đây, anh em nhìn thấy không? Ba trắng này. Đó, hoặc là khi anh em sử dụng xong anh em nhả nút khiển ra thì nó sẽ không hoạt động nữa, thì
nó khác ở cái tự động là cái đấy, thì cái ưu điểm của nó là pin của bát dùng được rất là lâu anh em nhé, cho nên là anh em mà hoàn toàn là yên tâm khi sử dụng những cuộc chiến dài hơi cho anh em. Đây anh em thấy không, mình test thử cho anh em xem này. Đây. Anh em thấy không, ba đen này cực kỳ rõ nét cho anh em luôn, mình phải bấm khiển cả bát mới hoạt động cho anh em nhé. Đó anh em thấy không, rất là ok luôn. Đó anh em thấy không ạ, ba trắng này rất là ok này, cực kỳ chuẩn xác cho anh em luôn. Thì cái bộ sản phẩm này ấy, thì anh em hoàn toàn yên tâm với cái chất lượng của nó đi. Bên mình trước giờ làm ăn bán hàng rất là uy tín cho anh em rồi, để có chế độ bảo hành rồi trả riêng cho anh em, nên anh em hoàn toàn yên tâm khi mua sản phẩm của bên mình nhé. Anh em nào mà muốn mua sản phẩm ấy, thì cứ liên hệ số điện thoại online trên màn hình cho mình, hoặc là kết bạn Zalo số đó thì mình sẽ tư vấn cho anh em. Đây anh em nhìn thấy không, hơi chồng vị một chút nhưng mà cũng nhìn rõ là bốn trắng luôn cho anh em này. Đó cực kỳ ok cho anh em luôn, một cái dòng sản phẩm này. Ơi anh em thấy không, sấp đôi này rất là ok luôn. Thì cái sản phẩm này ấy, tất cả cái dòng sản phẩm bát này thì cái khoảng cách mà anh em bắt được nó cũng khá là xa nha anh em, nó từ 10 đến 15 mét là cái khoảng cách độ hiệu quả cho anh em, cho nên anh em hoàn toàn là yên tâm sử dụng. Anh em có thể là lắc cái, anh em có thể là người đánh thì có thể là đưa cho người ngoài cầm màn soi thì anh em là làm kỹ thuật ở ngoài soi cho anh em, báo cho anh em đánh hoàn toàn ok hiệu quả. Đây anh em xem này, đây mình không bật khiển thì bật nó sẽ không lên nha anh em nhé. Đó nhưng mà khi mình phải bấm vào nút khiển này thì nó sẽ lên cho anh em. Đó anh em đấy không ạ, gấp đôi này thì ok luôn. Thì ở ngoài ra cái dòng bắt tàng hình này thì nó sẽ còn một cái lại nữa, đây mình sẽ giới thiệu luôn với anh em. Thì nó là một chiếc khiển màu thôi, bát tàng hình khiển màu. Thì khiển màu này thì nó có cái cách hoạt động của nó thì cũng giống như là cái bát đen trắng đi thôi, nhưng mà cái khiển màu này thì khi anh em đây ví dụ như anh em dùng vị đen trắng này thì khi anh em sử dụng rồi anh em nhìn soi thì nó sẽ cũng nhìn thấy màu thì cả anh em rất khó phát hiện ra. Thì đây mình sẽ sử dụng vị này, vị đỏ cho anh em xem này. Đó đây mình sẽ chuyển sang vị đỏ nhá, để cho anh em xem mà nó khác với cái khiển đen trắng như thế nào. Đây cho anh em xem này, thì khi anh em sử dụng nhiều chỗ anh em chơi sử dụng vị màu này thì khi ví dụ như đây anh em nhìn mình dùng bát đen trắng soi nó sẽ không phân biệt được anh em nhé. Đó anh em nhìn nó sẽ không phân biệt được màu nữa này. Đây cho nên rất là khó đánh cho anh em, vì thế anh em hãy nên sử dụng bộ khiển màu này. Cách hoạt động thì nó cũng giống như bộ khiển đen trắng kia, nhưng mà anh em nhìn này nó sẽ rõ màu chất ra cho anh em luôn, đó cực kỳ rõ màu. Đây mình sẽ test thử cho anh em xem. Đó lấy cái màn này, đây mình sẽ lấy cái màn này cho anh em nhìn là nó sẽ rõ hơn này. Đây hướng dẫn anh em cứ chỉnh sáng tối luôn.
Đây anh em sử dụng nhìn cái màn này rất là rõ nét cho anh em luôn. Đó thì cái màn này ấy, nó sẽ có cái chế độ chỉnh sáng tối cho anh em nhé. Đây ở đằng sau ấy, đằng sau này nó sẽ có hai nút thì anh em chỉnh độ sáng tối ở hai cái nút này này. Đó cực kỳ ok cho anh em luôn. Đây mình sẽ bắt thử test để cho anh em xem này. Đó anh em thấy đó, sấp đôi này, nhìn rõ vị đỏ luôn nhá, cực kỳ ok cho anh em khi sử dụng luôn này. Đó sản phẩm của bên Tấn Tuân Casino thì anh em không phải bàn rồi, cực kỳ chất lượng, cực kỳ ok hiệu quả cho anh em luôn. Đó anh em thấy không ạ, ba trắng này rất là ok luôn. Thì ấy, anh em ấy nào mà quan tâm đến cái sản phẩm nào thì có thể là kết bạn Zalo, nhắn tin qua cho mình hoặc là gọi trực tiếp đến số điện thoại online trên màn hình cho mình nhé. Thì mình sẽ tư vấn cụ thể hơn cho anh em lấy sản phẩm nào thì cứ alo nhắn tin qua cho mình sẽ hướng dẫn anh em và cho anh em xem cụ thể. Thì ngoài ra anh em nào mà ở xa thì có thể đến trực tiếp cơ sở bên mình. Bên mình thì có hai cơ sở cho anh em để anh em tiện di chuyển, thì một cơ sở là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, còn cơ sở thứ hai là quốc lộ 13 Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi anh em đến nơi thì bên mình sẽ cho người ta đón, và khi anh em vào bên mình sẽ anh em cần kiểm tra cái bộ sản phẩm nào thì bên mình sẽ mang bộ sản phẩm cho anh em test thử, hướng dẫn anh em cách sử dụng để cho anh em cảm nhận chân thực nhất về cái độ hiệu quả, độ chính xác của nó. Nếu như khi anh em sử dụng mà anh em cảm thấy là ok về bộ sản phẩm này thì anh em lấy, còn nếu mà như anh em cảm thấy là nó chưa phù hợp với sân chơi cái bộ môn của anh em thì bên mình sẽ tư vấn cho anh em. Nếu mà như anh em vẫn không tìm ra được một cái sản phẩm nào mà thích hợp với anh em thì bên mình cũng hoàn toàn là không lấy một cái phí gì của anh em, là tất cả mọi sự kiểm tra, mọi sự xem thử của anh em, test thử của anh em hoàn toàn miễn phí hết anh em nhé, anh em hoàn toàn yên tâm. Ngoài ra những anh em nào ở xa chưa có điều kiện đi lại hay là chưa có thời gian đi lại thì cứ mạnh dạn gọi điện alo cho mình, nhắn tin qua bên mình sẽ gửi hàng cho anh em qua đường bưu điện hoặc qua xe khách cho anh em nhé. Khi anh em nhận hàng, thanh toán tiền và được kiểm tra hàng, và bên mình sẽ một là có video hướng dẫn anh em, hai là gọi video trực tiếp để hướng dẫn cho anh em về cách sử dụng từ A đến Z luôn, nên anh em hoàn toàn yên tâm, không lo sợ là mua hàng về mà không có hướng dẫn thì không sợ sử dụng được. Đó thì bên mình là rất là ok cho anh em. Thì ngoài cái dòng sản phẩm này ra thì bên mình còn rất nhiều dòng sản phẩm khác về vị, về đĩa, hoàn toàn là có hết anh em nhé. Hay như về bài lá, bầu cua, tài xỉu, không thiếu một cái gì cả. Cho nên anh em nào đang muốn tìm hiểu cái dòng sản phẩm nào để hỗ trợ cho anh em tối ưu hiệu quả nhất trong cái sân chơi, cái bộ môn của anh em, thì anh em hãy cứ nhắn tin qua cho mình hoặc là gọi điện trực tiếp đến số hotline, thì mình sẽ tư vấn cho anh em, tìm cho anh em cái sản phẩm nào ok nhất, phù hợp nhất cho anh em để giúp anh em luôn giành chiến thắng trong cuộc chơi. Đó, cuối video thì anh em nào mà cảm thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé, để mình tiếp tục làm những video tiếp theo giới thiệu cho anh em những sản phẩm mới nhất, hiệu quả nhất cho anh em, để luôn luôn trợ giúp cho anh em giành chiến thắng trong một cuộc chơi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.